Sáng nay tại xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm huyện Vân Đồn 12 tháng 11 năm 1962, 12 tháng 11 năm 2022 và công nhận xã Ngọc Vừng về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tới dự các đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cách đây 60 năm, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Vân Đồn vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Thực hiện lời căn dặn của Bác, 60 năm qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Vân Đồn đã đoàn kết, phấn đấu, thi đua giành nhiều thành tích trong lao động, sản xuất và chiến đấu, làm nên truyền thống huyện đảo anh hùng. Bước vào thời kỳ đổi mới, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vân Đồn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và thu được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 20,2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.700 đô la Mỹ, thu ngân sách tăng cao đạt hơn 1.600 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần so với năm 2015 và là địa phương thứ 6 của tỉnh vươn lên tự cân đối được ngân sách. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được hoàn thiện đồng bộ, nhiều công trình động lực trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, toàn huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm huyện Vân Đồn, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn vinh dự là xã đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Huyện Vân Đồn cũng đã hoàn thành tiêu chí công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Trao quyết định công nhận xã Ngọc Vừng về đích nông thôn mới nâng cao năm 2022 và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Đồn đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía Bắc. Để đạt được mục tiêu này, khu kinh tế Vân Đồn được xác định là một trong những mũi đột phá quan trọng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân Vân Đồn cần phát huy cao độ những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt là con người, truyền thống văn hóa, lịch sử, những kinh nghiệm của các thế hệ đã đi trước, đặc biệt là những thành tựu và kinh nghiệm của những năm vừa qua, tăng cường liên kết hợp tác để thúc đẩy phát triển. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, thực hiện tốt các quy hoạch chiến lược, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên trong kết hợp với thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài trong quá trình phát triển. Cùng với phát triển kinh tế, phải hết sức quan tâm chăm lo các vấn đề văn hóa, xã hội, nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Đồn nói chung, xã Ngọc Vừng nói riêng cần tiếp tục giữ gìn, đầu tư, tu bổ và phát huy giá trị của khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo để nơi đây trở thành điểm tham quan du lịch và giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng.